Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã làm rất nhiều video về chăm sóc mẹ bé, về các sản phẩm sữa ở trong kênh Mẹ Bé Thủy Thảo 1. Và kênh đấy thì đã bị hack mất rồi. Và ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đang phải làm lại tất cả những video lại vào trong kênh Mẹ Bé Thủy Thảo 2. Và chắc chắn rồi, chắc chắn là những cái video làm lại và cũng như là những cái kiến thức bổ sung thêm trong từng video sẽ nhiều hơn, sẽ chất lượng hơn và cung cấp thật nhiều kiến thức hơn cho các mẹ. Vì vậy nên những bạn nào đã từng xem kênh Mẹ Bé Thủy Thảo 1 của shop Mẹ Bé Thủy Thảo thì các mẹ hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Bấm vào nút like và nút đăng ký để có thể theo dõi thật nhiều video hay ý nghĩa của kênh nhé. Và mình hứa và cũng như là shop cũng hứa và sẽ đảm bảo rằng tất cả những video trong kênh Mẹ Bé Thủy Thảo 2 sẽ mang thật nhiều kiến thức và giá trị đến cho các mẹ chăm sóc con của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ một cái mẹo, một cái bí quyết mà rất nhiều mẹ hỏi kênh Mẹ Bé Thủy Thảo là làm như thế nào để tập cho con ti bình. Và có những bé chỉ cần mẹ mang bình lại gần thôi là bé đã quấy khóc và bé đã khóc hét lên và la lên rồi. Và cái bí quyết như thế nào để con có thể ti bình được thì các mẹ hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo nhé. Và mình sẽ mang đến cho các mẹ những cái mẹo tuyệt vời và hầu như mẹ nào áp dụng theo những cái bí quyết này đều tập cho con bú bình thành công. Nên các mẹ hãy cùng theo dõi với mình nhá. Đầu tiên, cái bí quyết đầu tiên đó là các mẹ phải dành trọn vẹn một ngày ra để tập cho con, tức là ngưng không cho con ti mẹ nữa mà cho con tập bú bình. Và đặc biệt là dù là bé có đòi nhiều lắm thì trước khi tập cho con 2 đến 3 tiếng là các mẹ không cho con ti mẹ nhá. Bởi vì là khi mà bé đã ti mẹ rồi, bé no rồi thì chắc chắn là bé sẽ không bú bình nữa. Và cái mẹo đầu tiên tức là các mẹ phải dành trọn vẹn một ngày ra như vậy để tập cho con của mình. Cái mẹo thứ hai để tập cho con tức là khi mà với những bé nào mà quen với mùi cơ thể của mẹ, tức là chỉ cần mẹ bế thôi là bé đã bắt đầu là đòi ti mẹ rồi. Và như vậy thì sẽ rất khó để tập cho con ti. Và đặc biệt là với những bé nào mà thông minh đấy, những bé thông minh lanh lợi chỉ cần hơi ngửi thấy mùi mẹ là bé đã đòi rồi, đã quấy khóc rồi. Và chắc chắn là sẽ rất khó khi mà mẹ bế con mà lại tập cho con bú bình. Bé chắc chắn là sẽ đòi ti mẹ và không chịu bú bình. Thì các mẹ nên thay thế mẹ bằng bố hoặc là người thân trong gia đình để tập cho con ti bú bình. Và sẽ tập như vậy sẽ giúp bé dễ dàng hơn khi mà bé bố bế này hoặc là các người thân trong gia đình bế thì sẽ không còn ngửi thấy người hơi sữa và cái mùi hơi của mẹ nữa. Và đấy là cái mẹo thứ hai. Cái mẹo thứ ba đó là các mẹ nên chọn những cái loại bình mềm, núm giống bầu ti mẹ và núm mềm. Thì lát nữa cuối video kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ giới thiệu một số loại bình để cho các mẹ giúp cho con tập ti nhá. Và đấy là cái bước thứ ba để cho các mẹ tập cho con ti bình. Tiếp theo đó là các mẹ nên chọn những cái sữa giống với mùi vị của mẹ. Thì kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã review rất nhiều về các dòng sản phẩm sữa vừa giống sữa mẹ, vừa mát, vừa tốt tiêu hóa. Thì các mẹ có thể xem lại video đấy. Một số sữa gần giống với sữa mẹ như Physiolac của Pháp này, Meiji này, Morinaga này, sữa Nan. Đấy là những cái sữa mà nó mát này, nó vị thanh nhạt và thơm gần giống sữa mẹ và dễ dàng cho bé tập ti hơn và giúp cho bé làm quen với việc bú bình hơn. Và rồi với những bé nào mà thực sự là dùng cái sữa gần giống sữa mẹ rồi mà bé cũng không ti thì các mẹ phải dùng cái biện pháp tức là vắt sữa mẹ vào bình cho bé ti. Và khi mà các mẹ vắt sữa mẹ vào bình như vậy thì khi mà bé mới bắt đầu làm quen với bình mà các bạn bắt bé thay thế luôn sữa mẹ bằng một cái sữa khác thì rất khó, vì bé vừa phải làm quen với bình lại vừa làm quen với một sữa mới thì bé sẽ có những bé sẽ phản đối gay gắt ngay. Vì vậy nên các mẹ hãy học cái cách đó là vắt sữa mẹ vào trong bình như vậy cho bé tập bú bình. Thì như vậy thì dễ dàng cho bé tập hơn và bé vừa làm quen với sữa mẹ trong bình mà vừa làm quen với việc bú bình. Đấy là cái mẹo thứ tư. Mẹo thứ tư để cho các mẹ có thể tập được ti bình cho con. Rồi tiếp theo nữa đó là các mẹ khi mà cho con bú thì cho con bú bình thì các mẹ nên dùng những cái dụng cụ âm thanh nào lớn hoặc đánh lạc tiếng của bé đi, tức là đánh lạc cái sự chú ý của bé đi để bé không chú ý đến việc là à mình đang bú bình và mình không phải là bú mẹ, mình đang bú một một loại bình khác, để bé không kịp nhận ra là mình đang đi bú một cái loại bình khác. Và các bạn có thể dùng những cái sắc cho bé này hoặc là những cái âm thanh, những tiếng kêu, tiếng gọi, những cái hoa lá cành màu sắc rực rỡ để cho bé đánh lạc sự chú ý của bé đi, bé không tập trung vào việc là bé đang bú một cái loại bình khác không phải ti mẹ. Đấy là những cái
cái cách mà để cho các bạn có thể tập được cái thi bình cho con, và nó sẽ khó khăn và chắc chắn là các mẹ phải có sự kiên trì, vì bé nào cũng vậy và đặt vào chính bản thân mình vậy, khi mà một thói quen đang như thế này mà thay đổi sang một thói quen khác thì sẽ rất khó, và các bé cũng vậy, nên các mẹ cần phải kiên trì và tập dần dần thì chắc chắn là bé sẽ làm được nếu mà các mẹ kiên trì cho con nhé. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu một số loại bình sữa để cho các mẹ, thứ nhất là núm ti mềm này, thứ hai là đạt chuẩn của Bộ Y tế, thứ ba là để cho bé dễ dàng tập ti, nó gần giống với bầu ti của mẹ và giúp cho bé không bị tình trạng sặc này, rồi không bị tình trạng đó là kém bình ti, thì các mẹ hãy cùng theo dõi với mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu 3 loại bình rất chất lượng để giúp cho bé tập ti bình. Mình sẽ giới thiệu đầu tiên đó là bình Baby Love. Thì đối với bình Baby Love này là một cái bình mà các bé thích nhất, bởi vì là trong bình đầu tiên thì các bạn mua bình phải để ý này, đằng sau của nó sẽ có một cái tem ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần và cái ngày sản xuất, hạn sử dụng của bình. Trong bình nào cũng phải có ngày sản xuất, hạn sử dụng. Thì đối với cái bình mà mình giới thiệu cho các bạn đây, tức là bình núm bằng silicone và thân bình cũng bằng silicone, và cái chất nhựa silicone và cái bình này sẽ không có chất BPA, cái chất gây độc hại cho bé và ảnh hưởng sức khỏe của bé rất lớn. Vì vậy nên các mẹ yên tâm nhé. Và cái dòng sản phẩm thì đã có tem, mình sẽ đi sát lại gần như thế này cho các bạn thấy cái tem của dòng sản phẩm này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ. Đầu tiên khi mà các mẹ chọn bình cho con, tức là các mẹ phải chọn những cái loại núm mềm như thế này, nó gần giống ti mẹ, núm rất là mềm, thiết kế cái núm đầu này nó giống với cái đầu ti của mẹ đấy, thì dễ dàng cho bé tập hơn. Và cái thân bình cũng dạng mềm như thế này, để với những bé mà cầm ấy, bé sẽ thích nặn như thế này. Có những bé nhá, có những bé có thói quen là thích cầm vào bầu ti mẹ và cứ bóp bóp như thế này luôn. Các mẹ sẽ để ý bé nhà mình có bị cái hiện tượng giống như vậy không nhá, rất nhiều bé. Và cái bình này, silicone này, nó có được thiết kế dạng mềm như vậy để giúp cho bé dễ dàng làm quen hơn, và nó núm mềm và thân bình cũng mềm để giúp cho các bé bóp. Rất nhiều các bé thích bóp cái hiện tượng đấy. Tiếp theo nữa thì bình này lại được thiết kế thêm một dụng cụ nữa, đó là cái ống chống sạc cho bé. Thì như mình đã nói rồi, bình này là bình silicone mềm, thì khi bé bóp như vậy thì các bạn cũng lo sợ là sữa có bị súng nhiều hay không. Thì trong bình sẽ có một cái này, đó là cái ống chống sạc cho bé. Thì cái ống chống sạc này khi mà các bạn bé có bóp hay tác động lực mạnh thì cũng sẽ sữa sẽ không ra nhiều và bé không bị tình trạng sặc. Đấy là cái ưu điểm tiếp theo của loại bình Baby Love này. Trong bình sẽ được tặng thêm kèm thêm một núm cao cấp như thế này. Bây giờ mình sẽ lấy tiếp tục ra một cái dụng cụ nữa mà rất nhiều mẹ thích, tức là với những bé nào khó tính thực sự luôn, dù là bình mềm giống ti mẹ nhưng bé cũng không chịu ti, thì các mẹ phải dùng cái dạng núm silicone mềm như thế này, dạng muỗng. Các mẹ sẽ lắp vào núm như thế này để tập cho con, tức là các mẹ sẽ bỏ vào bình, bỏ sữa mẹ vào bình, và hoặc là sữa công thức gần giống sữa mẹ, và các bạn nặn ra muỗng như thế này để tập cho con bắt đầu là ti, thì để bé làm quen với sữa trước. Đấy, cái này nó rất là mềm, sẽ không bị đau níu lợi của bé nhá, và nó rất là mềm. Thì các mẹ sẽ nặn sữa ra đây và mớm cho con để con làm quen trước, chút một để bé quen rằng à đây là sữa, đây là vị ngọt nhạt là bé uống được. Thì dần dần sau đấy thì các bạn có thể thay cái núm này bằng cái núm mút thì bé sẽ chịu mút. Rất nhiều bé phải dùng cái biện pháp là mình sẽ phải mớm dần dần bằng muỗng như thế này, rồi sau đấy bé mới chịu mút. Và cái cách này rất nhiều mẹ đã áp dụng và thành công, nên là bình này được gọi là ưa chuộng nhất của tại shop mẹ bé Thủy Thảo nhá, bình Baby Love. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bình nữa, đó là bình cá heo. Bình cá heo này thì cũng là bình chuẩn của Bộ Y tế. Thì bây giờ mình cũng sẽ cho các bạn xem cái tem của nó. Thì đây các bạn sẽ thấy này, đằng sau của nó sẽ có tem này, có mã vạch ngày sản xuất, hạn sử dụng đầy đủ trên bình. Vì mình giới thiệu bình nào nó cũng phải đạt chuẩn như vậy, dành cho các bé sơ sinh, các bé tập bú bình mà chọn những cái bình chất lượng kém nó rất nguy hiểm cho sức khỏe của bé, khi mà pha sữa đều pha bằng nước ấm cũng như là nhiệt độ cao, với những cái sữa mà pha 70 độ C thì rất dễ chảy ra những cái chất nhựa độc hại và ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Thì như bình cá heo mình đang cầm trên tay, thân bình thì làm được bằng chất liệu PPSU. Cái chất liệu PPSU này là cái chất liệu làm trong thiết bị y tế và nó rất an toàn cho bé. Rồi đến với núm bình thì các bạn sẽ thấy là núm bình thì sẽ được làm bằng chất liệu silicone, và thiết kế của bình các bạn thấy không, nó giống, rất giống bầu ti mẹ. Đấy, và núm ở trên thì mềm và cái bầu cường này thì giúp cho bé này, những bé nào thích nắn thì bé sẽ có cái tác động là nắn bình vào đây.
và thiết kế của Bình là cái đầu của nó rất giống đầu thi mẹ và rất dễ. Và bên đây các bạn sẽ thấy là có một cái lỗ thông khí hơi để cho sữa bên trong nó không bị tạo bọt và giúp cho bé dễ dàng bú sữa, dễ dàng bú bình hơn. Và các bạn chọn bình cho con thì nên lưu ý là cái núm nó phải thật mềm giống đầu ti mẹ và cái bầu nó phải giống đầu ti mẹ như vậy. Đây là bình cá heo nhá. Tiếp theo nữa là một cái loại bình thứ ba. Mà bình nào thì mình giới thiệu thì các bạn có lưu ý là sẽ có mã vạch, ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như là cái tem của Bộ Y tế như thế này trên bình. Bây giờ thì mình sẽ mở cái bình này. Đây là bình Baby Love, nhưng mà bình Baby Love này là bình Baby Love chất liệu bằng PBSU. Còn cái bình Baby Love đầu mình đã nói đó là bình chất liệu bằng silicon. Và PBSU cũng là một cái chất nhựa cao cấp dành của chuyên Bộ Y tế, dành sản xuất các thiết bị của Bộ Y tế. Và cái bình này thì nó cũng sẽ không có chứa BPA, cái chất nhựa độc hại cho bé. Thì tiếp theo các bạn sẽ thấy này, cái núm ti sẽ được thiết kế rất mềm giống đầu ti mẹ. Đấy, cái núm ti được thiết kế rất mềm như thế này. Và có thiết kế tay cầm cũng như là rất đẹp để giúp cho bé dễ dàng tập ti hơn. Và bé nhìn bé vào cái màu sắc như thế này thì bé sẽ dễ dàng tập ti hơn, giống như mình vừa nói này. Một trong những cái cách mà giúp bé tập ti tức là phải dùng đến những cái màu sắc sặc sỡ này, hoặc là những cái gọi là dụng cụ âm thanh. Thì trong bình này cũng sẽ có ống chống sặc cho bé nhá. Thì đối với bé chống sặc thì với những bé bắt đầu tập ti là rất dễ bị sặc, bởi vì là sữa xuống nó sẽ bé sẽ tác động mút xuống này thì sữa sẽ bắt đầu xuống, và có ống chống sặc như thế này thì bé sẽ không bị sặc. Đây là những cái loại bình để giúp cho các mẹ tập ti cho bé rất tốt. Và nên các mẹ lưu ý là chọn bình cho con thì nhớ là chọn những cái bình mà có mã vạch này, có tem của Bộ Y tế này, có tem rõ ràng nguồn gốc sản xuất, xuất xứ như thế nào, chất lượng bình và núm bình này như thế nào. Bởi vì trên thị trường rất nhiều loại bình mà làm bằng chất nhựa độc hại. Và các bạn biết không, khi mà pha sữa cho con thì lúc nào cũng pha bằng cái nhiệt độ ít nhất là 40 đến 50 độ C. Rồi có những cái sữa thì pha nhiệt độ là 70 độ C. Mà pha những cái loại bình kém chất lượng nó chảy ra những cái chất nhựa rất độc hại cho bé. Và số mẹ bé Thủy Thảo thì cũng đã làm video để cho các mẹ chọn bình rồi. Ngày hôm nay thì mình chủ yếu là làm về video giúp cho con tập ti bình. Và mình đã hướng dẫn cho các mẹ những cái mẹo, những cái bí quyết rồi. Những mẹ nào mà cần hỏi hiểu rõ hơn về cách chăm sóc con cũng như là cách làm sao để tập cho con dễ dàng nhất, các mẹ có thể để lại nhận xét trong video hoặc AB trực tiếp vào số Zalo bên trên để kênh mẹ bé Thủy Thảo có thể tư vấn cho các mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.